Đinh Vũ Hề, soái ca ga lăng bậc nhất khiến hội tiểu thịt tươi 9X e ngại. Khi đẹp trai là số 1 và Trần Thi Thiên trong lời đồn lên sóng, đã khiến cho nhiều khán giả xoắn lấy xoắn để, cuống quýt không ngừng vì hai nhân vật bác sĩ Chu và hàng thước do Đinh Vũ Hề đảm nhận. Cùng trong một thời điểm, xuất hiện qua hai bộ phim và cả hai đều thành công thu hút sự chú ý của khán giả, cho nên danh tiếng của Đinh Vũ Hề cũng liên tục tăng cao. Những người đã biết tới thì bắt đầu yêu thích, những người chưa biết tới thì bắt đầu tìm kiếm. Nhờ vậy là lưu lượng của Đinh Vũ Hề trong một thời gian ngắn cũng tăng đáng kể. Gần đây, trong một số bảng xếp hạng nhiệt độ diễn viên, độ hot của Đinh Vũ Hề còn vượt qua cả Trịnh Khải, Hoàng Cảnh Du, Đặng Luân, thậm chí là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Đinh Vũ Hề là ai? Đinh Vũ Hề sinh ngày 20 tháng 7 năm 1995 tại Thượng Hải. Năm 2017, chính thức tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và lần đầu tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh giả tưởng Em gái Macaron của tôi. Năm 2018, Đinh Vũ Hề tham gia Tần Tiếu Ngạo Giang Hồ qua vai Đông Phương Bất Bại. Cùng năm đó, cũng giành được giải quán quân do fan bình chọn tại show Phẩm cách diễn viên. Mặc dù cũng có chút thành tích nhưng đây quả là những năm tháng vào nghề vô cùng chật vật. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mà bất cứ người diễn viên nào cũng phải đối mặt vào thời điểm khởi nghiệp. Năm 2019, Đinh Vũ Hề tiếp tục xuất hiện trong bộ phim 8 phút ấm áp với vai Hạ Tân Lương và vai nam chính Sái Thiên Mục trong Bí mật của tương lai. Như những gì đã mặc định cho những ngày mới bắt đầu lăn lộn showbiz, đây vẫn là hai vai diễn mờ nhạt. Đến năm 2020, đúng là thời tới không kịp cản. Sau hơn 3 năm lăn lộn, Đinh Vũ Hề trở thành gương mặt được nhiều khán giả nhớ mặt gọi tên nhờ sức hút đến từ hai bộ phim có kịch bản mới lạ, Đẹp trai là số 1 và Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Hiện tại, anh chàng vẫn còn một bộ phim điện ảnh với đề tài thanh xuân chưa lên sóng, chính là Tôi Thực Sự Ghét Yêu Xa. Ngoài những bộ phim trên, Đinh Vũ Hề còn từng đóng nhiều vai phụ rất nhỏ khác trong các bộ phim như Trò Chơi Asura 2017, Con Quỷ Cuối Cùng 2017. Anh còn xuất hiện với vai phụ Tô Thức trong bộ phim cổ trang xịn sò mà hơi flop của Chín Ngọ Dương Quang, Thanh Bình Lạc 2020. Năm 2018, Đinh Vũ Hề tham gia bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ vai Đông Phương Bất Bại, một nhân vật đã quá quen thuộc với mọt phim Kim Dung. Vai Đông Phương Bất Bại lần này của Đinh Vũ Hề có thay đổi khá nhiều so với nguyên tác khi khai thác sâu mối quan hệ tình cảm giữa Đông Phương Bất Bại và ba mỹ nhân xinh đẹp là Phượng Hoàng, Nhậm Doanh Doanh và Dương Liên Đình. Tuy có tạo hình đẹp nhưng vì cái bóng quá lớn của Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001, bộ phim chưa thực sự ấn tượng với người xem, cho nên cái tên Đinh Vũ Hề vẫn chưa được nhiều người biết đến. 8 phút ấm áp là bộ phim thanh xuân Vương Trường. Đây có thể xem là vai nam chính đầu tiên của Đinh Vũ Hề. Anh vào vai Hạ Tân Lương, một hot boy với tính cách hài hước, biết quan tâm người khác, với niềm đam mê bóng rổ bất tận. Dù khai thác tình cảm đơn phương giữa nam chính và nam phụ với nữ chính Tiểu Trạch, biên kịch của 8 phút ấm áp cũng không quên khai thác thêm tình cảm bạn bè giữa các nhân vật. Dù được xây dựng với hình ảnh học bá đẹp trai, với nhiều chiêu cưa đổ crush bá đạo, nhưng bộ phim vẫn chưa thực sự khai thác hết diễn xuất và nhan sắc của Đinh Vũ Hề. Bí mật của tương lai 2019 vai Thái Thiên Mục. Bộ phim được nhiều khán giả nhận xét là khá hay. Đinh Vũ Hề có lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình đẹp trai. Ngoài ra, mạch phim cũng nhẹ nhàng và kết phim khiến người xem thỏa mãn. Từ đây, Đinh Vũ Hề được nhiều nhà sản xuất để mắt đến hơn. Những vai diễn khiến cái tên Đinh Vũ Hề trở nên đầy hứa hẹn. Hàng thước của Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Năm 2020 được coi là một năm đại thắng của Đinh Vũ Hề khi anh có tới 3 bộ phim được chiếu trong năm vừa qua. Một trong số đó là Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Đây là tác phẩm giúp nam diễn viên giành được nhiều sự quan tâm của dư luận kể từ sau khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017. Trong phim, anh vào vai Hàng Thước, Hàng Minh Tinh đóng cùng với nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã tạo nên cơn sốt về thể loại phim xuyên không cổ trang. Ngay sau khi phim được phát sóng, cặp đôi Đinh Vũ Hề, Triệu Lộ Tư được khán giả bình chọn là một trong những đôi nam nữ diễn viên ăn ý và đẹp đôi nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim kể về hành trình xuyên không của nữ biên kịch Tiểu Thiên vì vô tình mà bị cuốn vào vai nữ phụ ngang tàng, xấu xa, sống không quá 3 ngày trong kịch bản do chính tay mình chấp bút. Cho nên, biên kịch Tiểu Thiên đành phải tìm cách xoay chuyển số phận cho Trần Thiên Thiên. Trong quá trình đó, rất nhiều tình tiết trong truyện của Tiểu Thiên đã vì thời cuộc đang diễn ra mà khác đi rất nhiều, tạo ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Ban đầu, Hàng Thước cho rằng Trần Thiên Thiên là một nữ nhân háo sắc, xấu xa, nhưng khi tiếp xúc với cô nàng lâu, Hàng Thước nhận ra cô chỉ là một cô gái đơn thuần, đáng yêu. Từ đây, tình cảm của Hàng Thước dành cho Trần Thiên Thiên ngày một lớn hơn. Mặc dù khi phim mới chiếu đã nhận được khá nhiều luồng ý kiến trái chiều cho rằng đây là phim hài nhảm vì nhiều tình tiết hư cấu, thiếu logic,
Chưa kể, nữ chính Triệu Lộ Tư lại liên tục đóng thể loại phim xuyên không và diễn những vai nhí nhảnh, thẳng thắn và có phần hơi ngu như thế này. Tuy nhiên, sau gần nửa chặng đường, Đinh Vũ Hề và Triệu Lộ Tư đã dùng khả năng diễn xuất tự nhiên và những cảnh tình cảm như yêu thật làm cho khán giả động tâm quay sang ủng hộ. Chỉ sau một thời gian ngắn, Trần Thiên Thiên trong lời đồn đã dẫn đầu top lượt xem trên Tencent TV Trung Quốc và cái tên Đinh Vũ Hề cũng được cư dân mạng săn lùng ráo riết. Được khen ngợi diễn xuất chuyên nghiệp, tự nhiên, không chỉ ăn ý trên màn ảnh. Thông qua một số video hậu trường được nhà sản xuất tung ra, Đinh Vũ Hề và Triệu Lộ Tư càng khiến khán giả thích thú vì ở ngoài đời, hai diễn viên cũng có nhiều chemistry đỉnh cao, khiến fan hâm mộ của bộ phim phải nhiệt tình chèo thuyền cho hai người. Điều này còn làm nổ ra một loạt cuộc thảo luận trên Weibo. Nhờ thành công của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Đinh Vũ Hề trở thành cái tên được tìm kiếm rất nhiều trên mạng. Trong tương lai, nếu Đinh Vũ Hề tiếp tục nhận được những kịch bản tốt và gặp được những đoàn phim có tâm như thế này, thì nhất định sẽ càng tỏa sáng và sớm ngày vươn lên thành sao hạng A trong ngành giải trí. Trước khi Uẩn Sắc Quá Nồng, Đẹp Trai Là Số 1 lên sóng, tên tuổi của Đinh Vũ Hề vốn không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, nhờ bộ phim này mà mọi người bắt đầu quan tâm và tìm hiểu về chàng bác sĩ Chu trong phim là ai. Nếu như Trần Thiên Thiên trong lời đồn giúp Đinh Vũ Hề lột xác về mặt hình ảnh, thì Đẹp Trai Là Số 1 chính là bàn đạp giúp anh thoát khỏi sự mờ ảo trong những năm đầu gia nhập làng giải trí. Đinh Vũ Hề trong phim gây thích thú với khán giả bằng nhân vật Chu Thời Uẩn, một bác sĩ thiên tài nhưng phải đối mặt trước sự ép buộc của gia đình đám cưới với người mình không ưng. Nam diễn viên trẻ cho thấy khả năng đóng hài không phải dạng vừa đâu, và đây cũng là hướng mà Đinh Vũ Hề lựa chọn theo đuổi trong thời gian tới. Nhân vật bác sĩ Chu Thời Uẩn của Đinh Vũ Hề trong Đẹp Trai Là Số 1 không chỉ chiếm được cảm tình của khán giả vì tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng lại có tình cảm mãnh liệt, nồng nàn dành cho nữ minh tinh Tô Căng Bắc do Trương Dư Hy thủ vai. Mà bác sĩ Chu còn đặc biệt thu hút khán giả bởi ngoại hình mới mẻ của mình. Vì sao gọi là ngoại hình mới mẻ? Xưa này, làng giải trí Hoa ngữ không chỉ không thiếu, mà thậm chí còn thừa cả rổ tiểu thịt tươi trẻ trung, cao to, trắng trẻo, ngũ quan đẹp mắt. Đinh Vũ Hề so với những tiểu thịt tươi đó chưa chắc đã khiến người ta cảm thấy ưng ý từ cái nhìn đầu tiên, mà đôi lúc còn khiến người ta cảm thấy hơi xấu trai một chút nữa. Tuy nhiên, Đinh Vũ Hề có sức hút riêng của mình. Nam thần mới nổi này được cư dân mạng nhận xét là có một gương mặt đậm chất Nhật Bản, cùng với đó là đôi mắt xếp và cái mỏ ít không thể lẫn vào đâu được. Trong Đẹp Trai Là Số 1, Đinh Vũ Hề và Trương Hy Dư cũng để lại rất nhiều phân cảnh thân mật, ngọt ngào lẫn hài hước, khiến cho các mộc phim càng xem càng nghiện. Bên cạnh đó, một tuyết cọc đi tìm trâu của bộ phim cũng rất thú vị. Cũng sau bộ phim này, Đinh Vũ Hề được đánh giá có tiềm năng trở thành gương mặt diễn viên thần tượng thế hệ tiếp theo nhờ diễn xuất ổn, ngoại hình cuốn hút. Đẹp Trai Là Số 1 vốn không phải dự án được trông đợi. Cả Trương Hy Dư và Đinh Vũ Hề đều không phải là những diễn viên quá nổi tiếng, nhận được nhiều sự kỳ vọng, nhưng khi lên sóng lại xuất sắc vượt qua một dự án được cho là bom tấn như Bỉ Ngạn Hoa. Xuất sắc chiếm hết mọi sự quan tâm của khán giả, đánh dấu bước tiến thành công đầu trong sự nghiệp diễn xuất của Đinh Vũ Hề. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng là bộ phim vừa mới được phát sóng vào cuối năm 2020. Trong phim, Đinh Vũ Hề vào vai Trú Xuyên, một tiểu thuyết gia nổi tiếng với tính cách hiền hòa, chân thành và hòa đồng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên trong anh lại là một người nóng tính và luôn trút giận lên những người xung quanh. Đinh Vũ Hề đầu tư công sức cho vai diễn này khá nhiều và đổi lại, anh được giới chuyên môn đánh giá cao. Có thể nói, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng mang tiếp một dấu ấn khác của Đinh Vũ Hề trong năm mới này. Đinh Vũ Hề với nhan sắc và tài năng nổi trội cuối cùng đã được khán giả công nhận. Hy vọng trong thời gian sắp tới, cái tên Đinh Vũ Hề sẽ được nhắc đến nhiều hơn và nam diễn viên sẽ có thêm nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả hơn.